trời sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc. Chúng sinh ở trong cõi trời này bỏ sạch tất cả khổ não mà sinh tâm hoan hỷ sung sướng, hết thảy có ba cõi trời. Một phạm chúng thiên, phạm dịch là thanh tịnh. Chúng sinh cõi trời này trong tầm thanh tịnh không có dục niệm, có người nam mà chẳng có người nữ đều là hóa sinh. Hai phạm phụ thiên, Chúng sinh cõi này chẳng có sự thống khổ phiền muộn, chỉ có khoái lạc, an vui. Ba Đại Phạm Thiên, chúng sinh cõi này tự nhiên thanh tịnh, sinh tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Thân Phật thanh tịnh thường tịch diệt, quang minh chiếu sáng khắp thế gian, không tướng không hạnh không hình bóng, như mây lơ lửng trong không trùng. Thân Phật thanh tịnh thường tịch diệt, thì khí đại phạm vương nói thân thể của phật thanh tịnh tịch diệt tuy nhiên là thanh tịnh tịch diệt nhưng có quang minh quang minh chiếu sáng khắp thế gian quang minh của phật chiếu sáng khắp tất cả thế gian chẳng có chỗ nào mà chẳng chiếu chẳng có chỗ nào mà chẳng sáng tất cả chúng sinh ở trong quang minh tử bi chiếu sáng biết được sự hồi quang phản chiếu là pháp môn giác ngộ không tướng, không hạnh, không hình bóng. Chẳng có hình tướng, chẳng có hành vi, chẳng có hình, chẳng có bóng, giống như mây trong hư không, như mây lơ lửng trong không trung. Chúng sinh tuy thấy mây trong không trung, nhưng mây trong không trung chẳng chấp trước, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn rồi sẽ tiêu mất. Thân Phật ở trong cảnh giới định, tất cả chúng sinh không thể dò, mở bầy phương tiện khó nghĩ bàn, môn này huệ quang vương ngộ được. Thần Phật ở trong cảnh giới định, Phật thường ở trong định, trong định thì như thế, không ở trong định thì không như thế. Cảnh giới ở trong định chẳng có bất định thì luôn luôn đều là định. Phật ở trong định sẽ nói bộ kinh hoa nghiêm đại phương quảng Phật này. Tất cả chúng sinh không thể dò. Cảnh giới của Phật ở trong định, tất cả chúng sinh không thể hiểu biết được, không thể dò được mở bày phương tiện khó nghĩ bàn. Cảnh giới này Đức Phật mở bày cho tất cả chúng sinh phát tâm Đại Bồ Đề, sớm thành tránh giác, đây là phương tiện pháp môn không thể nghĩ bàn. Môn này Huệ Quang Vương ngộ được, cảnh giới này vị Huệ Quang Vương minh bạch được. Cõi Phật hạt bụi biển pháp môn, một lời diễn nói hết không thừa, như vậy biển kiếp nói không hết. Thiện tư Huệ Quang thấy môn này, cõi phật hạt bụi biển pháp môn cõi nước chư phật trong mười phương có bao nhiêu nhiều giống như hạt bụi biển pháp môn gọi là gì trong một hạt bụi làm một biển cả trong một biển cả đầy đủ vô lượng pháp môn đó là hình dung nhiều pháp môn giống như biển cả cho nên gọi là biển pháp môn một lời diễn nói hết không thừa một lời tức là thật tướng thật tướng tức là vô tướng vô tướng tức là vô sở bất tướng chỉ cần nói ra thật tướng thì tất cả các pháp đều bao quát trong đó cũng có thể nói là chân như lại có thể nói là phật tánh vì tất cả pháp môn đều từ phật tánh chảy ra chỉ cần nói ra một lời thì tất cả pháp môn đều bao quát không thừa như vậy biển kiếp nói không hết biển pháp môn nhiều giống như số hạt bụi tận hư không khắp pháp giới muốn diễn nói pháp môn này hết thuở vị lai suốt kiếp vị lai cũng diễn nói không hết nói không hết biển pháp môn đó là vì phương tiện mà nói lúc này có người đề ra vấn đề vậy câu trước nói một lời thì nói hết câu sau lại nói dù nói thế nào cũng nói không hết đó chẳng phải là trước sau mâu thuẫn chăng trên thực tế thì trước sau chẳng mâu thuẫn câu trước thì dùng thật tướng để nói cho nên nói một lời diễn nói hết không thừa câu sau dùng quyển xảo phương tiện để nói nói đến khi nào cũng nói không hết câu trước là tổng câu sau là biệt tổng lại để nói một câu có thể nói hết phân biệt để nói thì hết kiếp vị lai cũng nói không hết theo hiền giáo mà nói thì những gì người biết thì một câu có thể nói hết theo mật giáo mà nói thì có vô lượng nghĩa nói không hết thiện tư huệ quang thấy môn này môn giải thoát này vị thiện huệ quang phạm vương minh bạch được viên âm chư phật đồng thế gian tùy loại chúng sinh đều hiểu rõ mà nơi âm thanh không phân biệt phổ âm phạm thiên ngộ như thế viên âm chư phật đồng thế gian âm thanh của chư phật là âm viên mãn âm viên mãn âm là gì tức là bất cứ loài chúng sinh nào nghe được âm thanh của chư Phật thì sẽ khai ngộ chứng thành đạo quả liễu thoát sinh từ đắc được niết bàn. Loài người, loài Atula, loài ngạ quỷ, loài địa ngục cũng đều như thế mà ngộ hiểu. Mà nơi âm thanh không phân biệt, tất cả chúng sinh trong chín pháp giới nghe được âm thanh thuyết pháp của Phật, tùy theo loài mà hiểu rõ tăng trưởng căn lành, bỏ mê về giác, mỗi loài chúng sinh nghe được âm viên mãn của Phật, bèn cảm thấy Phật đối với họ mà thuyết pháp, tự nhiên truyền nhất tin thọ, không sinh tâm phân biệt hoài nghi. Phổ âm phạm thiên ngộ môn này, đây là đạo lý ngộ hiểu của phổ vân âm phạm thiên. Ba đời tất cả các như lai hướng nhập bồ đề hành phương tiện, tất cả đều hiện người thần Phật tự tại âm thiên thấy môn này ba đời tất cả các như lai đời quá khứ có vô lượng vô biên phật đời hiện tại cũng có vô lượng vô biên phật đời vị lai cũng có vô lượng vô biên phật hướng nhập bồ đề hành phương tiện tất cả chư phật ba đời lúc ban đầu các ngài tu giác đạo đều trải qua đủ thứ phương tiện pháp môn để tu hành sau đó mới thành phật được tất cả đều hiện nơi thân phật các ngài trải qua thời gian tu hành lâu dài cuối cùng chứng được viên mãn giác ngộ cứu kính mà thành phật đạo cho nên nói tất cả đều hiện nơi thần phật tự tại âm thiên thấy môn này môn giải thoát này vị quán sát môn âm tự tại phạm thiên đắc được tất cả nghiệp chúng sinh khác biệt tùy theo nhân chiêu cảm quả báo thế gian như vậy phật đều hiện tịch tĩnh quang thiên ngộ nhập được tất cả nghiệp chúng sinh khác biệt, tất cả chúng sinh mỗi người đều khác nhau về nghiệp báo, làm lành thì quả lành, làm ác thì quả ác. Lành là gì? Phạm là việc có ích lợi cho chúng sinh tức là lành. Ví như sửa đường làm cầu, xây trường học, mở nhà thương, lấy từ thiện làm mục đích, chẳng phải vì kiếm tiền làm mục đích. Ác là gì? Phạm là việc lợi mình mà hại người tức là ác ví như mở lò sát sinh, lò thịt, mua bán vũ khí, lò chế bom đạn, lợi mình mà hại chúng sinh. Tùy theo nhân chiêu cảm quả báo, tùy theo nhân của chúng sinh trồng mà cảm thọ quả báo, tóm lại trồng nhân gì thì được quả đó. Ví như giết cha của người thì người giết cha của mình, giết con của họ thì họ giết con của mình. Người không giữ giới sát thì tương lai nhất định sẽ bị người giết đây là quả báo thế gian thế gian như vậy phật đều hiện nhân như vậy quả như vậy nghiệp như vậy báo như vậy đó là đạo lý tự nhiên cho nên phật tại thế gian hiện ra đủ thứ cảnh giới để nói rõ đạo lý này để đối trị nghiệp báo của chúng sinh khiến cho chúng sinh thấy được cảnh giới này mà sinh ra tâm giác ngộ cầu vô thượng đạo tịch tĩnh quang thiên ngộ nhập được đạo lý này tịch tĩnh quảng bình nhãn phạm vương minh bạch được vô lượng pháp môn đều tự tại điều phục chúng sinh khắp mười phương cũng chẳng ở trong khởi phân biệt đây là cảnh giới phổ quang thiên vô lượng pháp môn đều tự tại vị phổ quang minh phạm vương này đã được tất cả pháp môn tùy ý tự tại thuyết pháp nói ngang nói dọc đều là viên dung vô ngại điều phục chúng sinh khắp mười phương dùng triết nhiếp hai môn để điều phục chúng sinh triết là triết phục khiến cho chúng sinh thấy oai đức mà triết phục đó là môn triết phục nhiếp là nhiếp thọ dùng tâm từ bi để cảm hóa dùng đạo đức để nhiếp thọ đây là môn nhiếp thọ vị này dùng hai pháp môn này đến các mười phương để giáo hóa chúng sinh cũng không ở trong khởi phân biệt ở trong phần chúng sinh chẳng khởi tất cả tâm phân biệt không thể nói chúng sinh này là thiện tôi đi độ họ chúng sinh kia là ác tôi không đi độ họ cũng không thể nói chúng sinh này có duyên với tôi tôi phải độ họ chúng sinh kia không có duyên với tôi tôi không cần độ họ chẳng có tâm phân biệt như thế mà dùng từ bi bình đẳng đối với tất cả chúng sinh tuyệt đối chẳng có tâm phân biệt một luật bình đẳng đây là cảnh giới phổ quang thiên cảnh giới này vị phổ quang biến thập phương phạm vương đắc được thân phật vô tận như hư không không tướng không ngại khắp mười phương tất cả ứng hiện đều như huyễn biến hóa âm vương ngộ môn này thân phật vô tận như hư không thân thể của phật giống như hư không tuy nhiên như hư không nhưng không thể cùng tận không tướng không ngại khắp mười phương thân thể của phật chẳng có hình cũng chẳng có tướng nhưng khiến cho chúng sinh nhìn thấy được vì chẳng có hình tướng, cho nên mới không ngại. Nếu có hình tướng thì có chướng ngại, tuy nhiên chẳng có tướng, nhưng thường hiện khắp mười phương. Tất cả ứng hiện đều như huyễn, tất cả chư Phật ứng hiện đều như huyễn, như hóa, giống như ánh trăng dưới ngàn con sông, chỉ có một mặt trăng mà mặt trăng ứng hiện dưới ngàn con sông. Biến hóa âm vương ngộ môn này đạo lý này bị biến hóa âm phạm vương minh bạch được. Tướng thân như lai không ngàn mé, trí huệ âm thanh cũng như thế. Hiện ra trong đời chẳng chấp trước, quang diệu thiên vương vào môn này. Tướng thân như lai không ngàn mé, tướng thần của Phật là tận hư không khắp pháp giới, cho nên nói tướng thần của như lai không ngàn mé cũng chẳng có chỗ nương tựa không chấp trước vào tất cả các cõi có, cũng không chấp trước nơi tất cả không, từ bỏ có không hiển hiện trung đạo, cho nên nói thân tướng không ngàn mé. Trí huệ âm thanh cũng như thế, không những trí huệ của Như Lai chẳng có bờ mé, mà âm thanh của Như Lai cũng chẳng có bờ mé. Một ngày nọ, tôn giả Mục Kiền Liên dùng sức thần thông đi về hướng Tây, đi qua vô số cõi Phật muốn thử âm thanh của Phật đến đâu. Kết quả không biết được, bất cứ đi xa bao nhiêu, thì âm thanh của Phật cũng giống như ở trước mắt, do đó có thể chứng minh âm thanh như lai like, chẳng có bờ mé. Hiện ra trong đời chẳng chấp trước, Phật hiện ra đời, thuyết pháp độ chúng sinh, nhưng chẳng chấp trước, phá tất cả các chấp, vì rời tất cả chấp trước cho nên mới thành Phật, nếu không thì chẳng thể thành Phật. Quang Diệu Thiên Vương nhập môn này, môn giải thoát này vị Quang Diệu Phạm Thiên Vương nhập được. Pháp Vương An Trụ Diệu Pháp Đường, Pháp Thân Quang Minh chiếu hết thầy, Pháp Tánh Không Tướng Chẳng Gì Bằng, giải thoát này của Hải Âm Vương. Pháp Vương An Trụ Diệu Pháp Đường, Pháp Vương tức là Phật, vì Phật ở trong các pháp đắc được tự tại thủ thắng cho nên gọi là pháp vương. Địa vị tột đỉnh của phàm phu là chuyển luân thánh vương. Địa vị tột đỉnh của thánh nhân là pháp vương. Chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng, pháp vương cũng có 32 tướng. Vị hải âm phạm thiên vương này luôn luôn tư duy quán sát, pháp môn giải thoát vô tận, tư duy Phật là bậc pháp vương, tự tại nơi các pháp lại tư duy pháp vương an trụ ở trong diệu pháp đường pháp thần quang minh chiếu hết thảy pháp thần quang minh của phật chiếu khắp tất cả cõi nước trừ phật chẳng có chỗ nào mà không chiếu đến pháp tánh không tướng chẳng gì bằng pháp tánh không thể so sánh pháp tánh tuy nhiên có tên nhưng chẳng có hình tướng pháp tính đầy khắp pháp giới chẳng có bất cứ cảnh giới nào có thể so sánh được giải thoát này của hải âm vương môn giải thoát này vị hải âm phạm thiên vương minh bạch được hiện tại đã giảng xong sở đắc được môn giải thoát và kệ của năm chúng năm mươi vị thiên vương thuộc về sắc giới dưới đây tiếp tục giảng về sở đắc môn giải thoát và kệ của bảy chúng bảy mươi vị thiên vương thuộc về dục giới lại nữa tự tại thiên vương được môn giải thoát tự tại tạm, hiện tiền thành thục vô lượng chúng sinh vị tự tại thiên vương này là trời tha hóa tự tại tầng trời thứ sáu thuộc về dục giới vị này chẳng sầu chẳng lo chẳng phiền não chẳng đấu tranh với ai đều hòa bình tương xứ với mọi người vị này đến đâu cũng đều khiến cho chúng sinh sinh thành thục tự tại tạng vì vị, vị này đắc được tự tại khiến cho tất cả chúng sinh nghe pháp khai ngộ đắc được môn giải thoát tự tại tạng vị này có tâm tử bi vô lượng tâm hỷ xả vô lượng thật là một vị đại hộ pháp bồ tát thiện mục chủ thiên vương được môn giải thoát quán sát tất cả sự vui sướng của chúng sinh khiến cho họ nhập vào cảnh giới vui sướng của bậc thánh vị thiện mục chủ thiên vương này cặp mắt rất hiền từ Vị này dùng mắt từ bi để nhìn chúng sinh, quan sát sự vui sướng của chúng sinh, không quan sát sự khổ của chúng sinh. Tại sao? Vì vị này chẳng có khổ, cho nên chẳng biết chúng sinh có sự khổ, chỉ quan sát sự vui sướng của chúng sinh. Sự khoái lạc của chúng sinh tức là thành tựu danh và thành tựu lợi. Tức cũng là muốn gì được nấy, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu giàu sang được giàu sang, cầu công danh được công danh đó là sự khoái lạc của thế gian vị thiên vương này đều làm cho sở cầu của chúng sinh được mãn nguyện muốn dạy cho chúng sinh hiểu phật pháp thì trước hết làm cho chúng sinh được đầy đủ sự ham muốn tóm lại phàm là những gì chúng sinh ưa thích vị thiên vương này đều làm cho họ mãn nguyện về sở cầu khiến cho họ hoan hỉ sau đó khiến cho họ nhập vào cảnh giới khoái lạc của thánh nhân. Cảnh giới khoái lạc của thánh nhân là gì? Tức là niết bàn bốn đức thường lạc ngã tịnh. Sự khoái lạc này là cứu kính, sự khoái lạc thế gian là trong khổ làm vui sướng. Tại sao nói khoái lạc thế gian là trong khổ làm vui? Vì sự khoái lạc nhất của thế gian là phát tài. Nhưng có tiền rồi thì một đồng một xu cũng tính đếm rõ ràng thậm chí tối ngủ cũng không yên, lan qua trở lại không ngủ được, tự nghĩ đây là khổ hay là sướng. Sự vui sướng thế gian ngoài việc phát tài, kế tiếp là làm quan, do đó sự vui sướng nhất chẳng gì bằng làm quan có quyền có thế. Người làm ông quan tốt thì lo cho dân cầm no áo ấm vì hạnh phúc của nhân dân, còn ông quan ác thì chuyên bóc lột giấu làm của riêng, tức cũng là quan tham ô hối lộ thứ tham quan ô sử này tuy nhiên sung sướng đến cực điểm cậy quyền cậy thế đường gạt người nhân dân phẫn nộ mà không dám nói nhưng trong biển hoạn nạn trôi nổi hốt lên hốt xuống có lúc sẽ gặp họa bị giết nghĩ xem đó là khổ hay vui vị thiên vương này hiểu rõ lý này cho nên khiến cho chúng sinh bỏ sự khổ thế gian đã được môn giải thoát cứu kính tự tại sự vui sướng cho thế gian mới là vui sướng trần thật Tức cũng là thường lạc ngã tịnh, nếp bàn bốn đức Tóm lại, tức là chứng được thanh tịnh pháp thần Ở cõi thường tịch quan tịnh độ Hoặc ở cõi cực lạc thế giới Hóa sen, hóa sinh Chẳng có khổ về sinh tử Đó mới là vui sướng trần thật Diệu bảo tràng quan thiên vương được môn giải thoát Tùy theo sự mong muốn của chúng sinh khiến cho họ tu hành. Vị diệu bảo tràng qua thiên vương này, đội mũ báu do các thứ báu đẹp trang nghiêm giống như chàng báu phóng quang minh. Vị này thường tùy thuận tất cả dục vọng của chúng sinh, vì chúng sinh nói diệu pháp họ thích nghe, khiến cho họ y pháp tu hành, y giáo phụng hành, sớm thành Phật quả. Vị này đã được môn giải thoát này. Dũng mãnh huệ thiên vương, được môn giải thoát dễ nói nghĩa chân thật, nhấp khắp tất cả chúng sinh. Vì dũng mãnh huệ thiên vương này, có đại trí huệ dũng mãnh không ai sánh bằng, có thể nhiếp chỉ khắp tất cả chúng sinh, giống như nam trầm hút sắt, nhiếp thù tất cả chúng sinh, lợi căn và độn căn vào trong Phật Pháp, và diễn nói với họ nghĩa chân thật của Như Lai. Đối với chúng sinh lợi căn, thì giảng thật nghĩa, tức cũng là nghĩa trùng đạo chân không diệu hữu Đối với chúng sinh độn căn thì giảng quyền giáo, trước thì giảng đạo lý có, sau thì giảng đạo lý không, từ từ dẫn vào trong thật giáo nhất thừa. Diệu âm cú thiên vương được môn giải thoát tăng tấn sự tu hành, nghĩ nhớ lòng từ bi rộng lớn của Như Lai. Vị diệu âm cú thiên vương này có âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn, khéo vẻ thuyết pháp, nói lời lẽ vi diệu không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là diệu âm cúng thiên vương. Vị này đã được cảnh giới, nghĩ nhớ lòng từ rộng lớn của Như Lai, nghĩ nhớ tức là vĩnh viễn không quên, luôn luôn nghĩ nhớ niệm Phật ở trong bộ não, từ bi của Đức Phật giống như hư không rộng lớn vô lượng vô biên, sự từ bi này chẳng có thánh nhân nào có thể so sánh được, tăng thêm sự tinh tấn hạnh môn tu hành thì sẽ có sự thành tựu vị thiên vương này đắc được môn giải thoát này diệu quang tràng thiên vương được môn giải thoát thị hiện môn đại bi phá sạch tất cả tâm kiêu mạn vị diệu quang tràng thiên vương đắc được môn đại bi liều khổ được vui bỏ mê vẻ giác phá sạch tất cả tâm cống cao ngã mạn đầy đủ vô duyên đại từ đồng thà đại bi thấy chúng sinh có cơm ăn